Hello anh em. Hôm time no see. Hôm trước tôi có đi ăn với cả một anh. Anh ấy là hồi xưa là lúc mà tôi ở ngoài Hà Nội với cả chị Loan ấy, thì anh ấy cũng có bạn bè cho chúng nha, cũng có giúp đỡ tôi nhiều lắm. Đó là tôi đi ăn chúng nha. Lần này là anh đang khai trương một cái quán pizza thứ 10 hay thứ 10 mấy thì tôi không nhớ, nhưng mà khai trương nhiều quán lắm. Đó là lần này anh có vào trong Sài Gòn làm việc thì hai anh em tôi gặp nhau nói chuyện chơi nhau. Ảnh cũng có mấy chị bạn cũng là hot tiktoker chứ tôi kể cho mọi người á. Đi qua gặp mấy chị xong rồi nói chuyện với cả mọi người. Thì hôm đó đi khai trương xong, buổi chiều tôi về, buổi tối đó tôi đi ăn với mọi người. Thì tôi gặp một anh, hình như là anh cũng là trong hội đồng quản trị của cái quán pizza đó, tên là Mel. Tên Mel, chủ tịch hội đồng quản trị quán pizza đó, mà mở cái cơ sở thứ mười mấy thôi nha. Là ảnh xem tôi xong cái ảnh hỏi tôi: Thế trong đây ai là Mai vậy? Nhật Mai. Thế tôi kiểu ủa sao anh biết mình ta? Thế là ảnh bảo là ảnh hay xem tôi chơi dịch. Ảnh bảo tôi là nhìn vậy thôi chứ nó không tên tin đàn bà, mà rõ ràng tôi chơi dịch đúng luôn nha. Ảnh hay xem stream tôi mà ảnh còn hay coi tôi chơi dịch nữa. Anh chết nghe cũng ngại cũng thích rồi đó. Cũng khoái nhưng mà ảnh hài hước lắm mọi người ạ. Nhìn vậy thôi chứ kiểu ảnh bị nhiều năng lượng với cả ảnh bị nhiệt tình ấy. Cái năng lượng của ảnh giống như cái năng lượng của mẹ tôi vậy á, mẹ Mithy á. Nhưng mà nhiều hơn như vậy nữa. Ê, ví dụ năng lượng của mẹ tôi đang mức 10 đúng không? Thì năng lượng của anh phải tầm mức 20. Mà ảnh đùa rất là có duyên nhá. Chứ này đùa kiểu cái du duyên cực kỳ. Nhưng mà ảnh đùa kiểu có duyên lắm. Anh đùa mà kiểu dễ thương lắm kìa. Mà ảnh đơn giản lắm mọi người ạ. Chủ tịch nhá, mở mấy 10 quán pizza, thêm 10 cái cơ sở khác nữa tôi không biết. Nhưng mà đi tông Lào, mặc áo thun, quần sọt, mang thêm cái túi đó thôi, mang theo cái mắt kính, nó đúng đơn giản luôn. Sao bây giờ người già người ta hay có cái xu hướng gọi là đơn giản quá vậy ta? Tôi có nên tôi giả giàu không anh em? Bây giờ tôi đơn giản, tôi mặc cái áo sao tôi từ từ để coi. 5 minutes later. Nhìn sao anh em? Sao lại tôi ra đường tôi như này, nhìn người ta cũng nghĩ tôi giàu đúng không? Tại tôi thấy bây giờ người ta hiện đại quá, người ta đơn giản quá à. Tôi nhìn vô là cái thấy là giàu luôn á. Chắc mình sắp tới mình cũng chơi theo cái style này mới được, mang theo đôi dép nữa. Bán bé nhưng mà chắc là tôi muốn mua headphone mà không biết nên mua loại nào. Hana có biết không á? Có đấy. Nếu nhưng mà anh thành tâm muốn biết thì em sẵn lòng trả lời. Tai nghe cọc xe HX35 Surround V2 với thiết kế hiện đại. Tai nghe HX35 mang tới cho người sử dụng các tính năng như âm vòm Dolby Audio 7.1 Surround thông qua USB chỉ có HX35 Surround V2, đính kèm adapter USB cho nền tảng PC và Mac, kết nối jack 3.5mm đa dụng, phủ loa 50mm tùy biến chỉnh âm, dây đệm đầu nói giải tỏa căng thẳng, microphone đa hướng linh động, điều chỉnh âm lượng và tắt âm ngay trên vành tai, tích chất âm thay đổi cuộc chơi, hỗ trợ trên khắp các nền tảng phổ biến. HX35V2 mang đến combo chiến thắng cho người dùng với âm thanh chất lượng cao, tương thích đa nền tảng và thiết kế bắt mắt, kích thích cảm hứng chơi game dài lâu mà giá chỉ lại có hơn 1 triệu đồng. Giờ tôi bóc ra tôi coi, còn kể cho các ông coi đồ các thứ như thế nào. Thì đây là con tai nghe có dây nha, chứ không phải là không dây. Này, mọi người có thấy rõ không? Cái này là nhà tôi nhiều tai nghe lắm rồi, mà tôi để nhà cũng không có làm gì á. Nên là tôi sẽ quyết định tôi giveaway cái tai nghe này dành cho anh em ha. Cái tai nghe này tôi lúc trước tôi đeo gửi ra tôi thấy là nó là cái dạng như này nè. Nó là một cái dây chun trên đây chứ không phải là một cái vòm kéo ra kéo vô đây. Nó chỉ có dây chun để mà nó định hình cố định cái đầu mình thôi. Ví dụ mà đầu các ông hơi bự thì các ông có thể nới cái này ra chút xíu. Nhưng mà nếu mà các ông đầu nào mà bự quá thì các ông không có. Tôi nghĩ là các ông nên ra store các ông xem á, coi là mình đeo nó có vừa không. Cái này nó làm giảm cho mình đi cái gọi là cái đau đầu và nó cái tì nặng cái đầu. Nhiều khi tôi thấy mấy cái tai nghe mà nó có cái thanh này trên đây nè, nó sẽ làm cái đầu mình bị lõm á, nó hơi bị bất tiện chút xíu. Còn về cái mic thì nó là cái mic liền nha, nó không có phải là mic rời, mic cắm, nó là mic liền. Nó là cái dạng mà xoay kiểu 360 độ, xoay bất cứ chỗ nơi đâu cũng được. Nhưng mà có cái là khi mà các ông bỏ vào trong túi hay bỏ đâu ấy, các ông phải chịu khó, các ông phải để cái mic như này nè, không cho nó bỏ lại, chứ không là nó bị nhiều khi các ông xài, các ông cứ lặt lì lặt lội là nó bị rời ra ấy. Còn về cái đệm mút thì nó không phải là đệm da, đó là đệm vải. Thật ra là tôi ngồi trong điều hòa không mà tôi không có phân biệt được, là tôi không có rõ được là nó có nóng hay không. Nhưng mà theo tôi thì cái đệm vải này nó sẽ thoải mái hơn là cái đệm da, nó sẽ ôm khít tay. Còn lại thì nó là một cái dây dài như này nè, để tôi tháo ra cho con nhé. Lúc mà tôi mở cái này ra là tôi ưng ngay cái này, cái dây này luôn, tôi ưng đúng cái này luôn. Tại vì cái dây này là nó bằng cao su. Mà cái tính của tôi, ví dụ mà khi mà tôi đem một cái tai nghe mà đi qua quán net tôi chơi nhá, là tôi phải cuốn cái cọng dây qua cái hầm tai nghe, kiểu cuốn như nè. Tại vì cái lúc mà người ta giao tai nghe á, là cái này nó bằng dây chun hoặc là dây thun, hoặc là cái dây mà cắt cái rồi người ta vứt á. Còn cái này là nó là cao su, nó dính thẳng cái cọng dây luôn. Nên là nếu mà các ông có muốn di chuyển á, thì các ông chỉ cần các ông quấn dây lại, xong rồi các ông lắp cái này vô là xong, không mất cũng không hư gì hết. Nhưng mà đây là cái cổng 3.5mm nè, nó sẽ tặng cho các ông thêm một cái này nữa. Ví dụ mà các ông muốn cắm cho nó vô điện thoại, nhiều khi tôi thấy có mấy cái điện thoại mà nó cắm tai nghe 3.5 ấy. Nhưng mà nếu mà các ông muốn dùng PC hoặc là dùng MacBook, các ông có thể ghi vô đây. Đó, xong cắm cái USB này vô trong cái PC của ông là được. Tôi muốn mua sử dụng sản phẩm tuyệt vời này á. Nói chung là nó bày bán trên mọi showroom ở trên Việt Nam, toàn quốc luôn. Nhưng mà tôi khuyên thật là nếu mà các ông có muốn dùng gear hay là dùng chuột hay là dùng bất cứ thứ gì á, thì tôi nghĩ các ông nên ra store các ông xem là nó có phù hợp với các ông không. Tại vì nhiều khi mình chơi chuột hay này mình kia nó không vừa tay mình á, mà đeo đi tôi nghĩ là nó thoải mái, nó phù hợp ấy, nó vừa với giá tiền học sinh sinh viên, vừa chơi game ok, giá là rẻ. Nhưng mà cái này tôi sẽ ghi vào quay cho anh em nhé. À đây, tôi quên, ở đây nó còn có một cái thanh âm thanh nè, một cái lăng âm thanh và một cái bấm mic. Thì nói chung là mấy cái tai nghe gaming thì tôi thấy chỗ nào nó cũng sẽ có những cái thanh này ấy. Nó không có cái dạng gọi là, có những cái nó kêu lực nha, nó kiểu nó sao ta, mình phải ví dụ như nào nhỉ? Nó có cái vệt mà mình kéo tới đâu là nó sẽ cực tới đó. Nhưng mà cái này là cái dạng trơn luôn nha, không có nghe tiếng gì trơn, không chỉnh lên không chỉnh xuống, nó không nghe cái gì trơn nè. Tôi cũng muốn chúng, nhưng mà là sản phẩm màu trắng kia cơ. Đâu, sản phẩm màu trắng nào? Sản phẩm đeo kính á. Thôi, sản phẩm này vô giá, không có mua được đâu.